Ngày 20 tháng 8, Thánh Bernardo. Thánh Bernardo sinh năm 1090 tại thành Digion, nước Pháp. Bernardo và 6 em trai em gái của ngài được giáo dục rất tốt. Khi Bernardo lên 17, thân mẫu qua đời. Biến cố này đã làm Bernardo rất đỗi đau buồn cho tới khi Humbelin, người em gái có bản tính rất hoạt của Bernardo, đến tìm cách giúp ngài khuây khỏa. Rồi chẳng mấy chốc, Bernardo trở nên rất nổi danh. Bernardo vừa đẹp trai vừa thông minh, tính tình lại vui vẻ hay pha trò, nên mọi người đều ham thích được ở với ngài. Tuy nhiên, vào một ngày kia, Bernardo đã khiến cho bạn bè của ngài phải hoàn toàn ngạc nhiên. Bernardo sẽ xin vào tu trong dòng khổ tu Sito. Bạn bè của Bernardo đã tìm đủ mọi cách để làm cho ngài từ bỏ ý định này, nhưng rốt cục chính Bernardo lại thuyết phục được các anh em mình, một người cậu và 26 đồng bạn nữa cùng tham gia với ngài. Lúc Bernardo và các anh em rời nhà ra đi, họ đã nói với Nivat, người em út đang chơi đùa với chúng bạn rằng: "Tạm biệt em Nivat, tạm biệt em. Bây giờ tất cả đất đai và tài sản là của em đó." Nhưng cậu em đáp lại: "Sao? Các anh chọn trời và để đất lại cho em sao? Các anh có công bằng không?" Và sau đó ít lâu, Nivat cũng xin gia nhập với các anh mình trong đan viện. Thánh Bernardo là một đan sĩ rất mực đạo hạnh. Sau 3 năm, thánh nhân được sai đi thiết lập thêm một đan viện Sito và làm bề trên nhà ấy. Đan viện mới tọa lạc dưới thung lũng ánh sáng, và đan viện đã nổi danh nhờ bởi danh xưng này. Trong tiếng Pháp, thung lũng Clavos nghĩa là thung lũng ánh sáng. Thánh Bernardo đã giữ chức đan trưởng tại đây suốt đời. Dù Bernardo ham thích đời sống làm việc và cầu nguyện bên trong đan viện, người ta vẫn thường hay mời ngài ra ngoài làm những nhiệm vụ đặc biệt. Bernardo đã rao giảng kiến tạo hòa bình cho các nguyên thủ quốc gia và là cố vấn cho các đức giáo hoàng. Thánh Bernardo cũng viết nhiều sách thiêng liêng rất hay. Vào thời ấy, Bernardo là người có nhiều ảnh hưởng quan trọng và bậc nhất. Tuy vậy, ao ước lớn nhất của Bernardo vẫn là được sống thân mật với Thiên Chúa, được làm một đan sĩ thánh thiện. Ngài không muốn được nổi danh, vì thánh này còn có một lòng sùng kính mẹ Maria rất ư lạ lùng. Mỗi khi đi ngang qua ảnh tượng Đức Mẹ, thánh nhân thường hay chào mẹ bằng câu: "Kính chào mẹ Maria." Người ta nói rằng một ngày kia, Đức Mẹ đã đáp lại lời chào của ngài: "Chào con, Bernardo." Bằng cách này, Đức Mẹ cho biết tình yêu và lòng sùng kính Thánh Bernardo dành cho Đức Mẹ thật lớn lao chừng nào, và Đức Mẹ cũng hài lòng biết bao. Thánh Bernardo về trời năm 1153. Dân chúng rất đau buồn vì họ thương nhớ những ảnh hưởng tuyệt vời của ngài. Năm 1174, Đức Thánh Cha Alexander III đã phong thánh cho Bernardo, và Đức Thánh Cha Pio VIII đã tôn nhận Bernardo làm tiến sĩ hội thánh năm 1830. Thánh Bernardo nhắc nhở chúng ta rằng mỗi chúng ta là một sự khác biệt. Mỗi người chúng ta có thể cống hiến tài năng của mình để làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu bạn phân vân không biết mình phải đóng góp điều gì, bạn hãy tha thiết cầu xin Thánh Bernardo trợ giúp. Tin mừng net.